Chào các em, hôm nay chúng ta gặp lại với nhau và học tiếp tục chương trình vật lý online lớp 10. Bài tiếp theo thầy sẽ dạy cho mấy em bài đó là bài số 10 về 3 định luật Newton trong sách giáo khoa cơ bản. Đầu tiên thầy sẽ tóm tắt các phần lý thuyết, một số cái vấn đề trọng tâm nhất của bài này. Bài 1, phần 1 đó là định luật Newton, định luật 1 Newton. Thì định luật 1 Newton là nói về cái mức quán tính của vật. Mấy em sẽ coi cái hiện tượng và ta sẽ giải thích. Khi mà dừng lại, xe đang chạy dừng lại thì người ngồi trên xe sẽ nghiêng về phía trước, thì đây là cái hiện tượng tại sao? Thì do là mình sẽ giải thích là gì? Do một vật có quán tính, cho nên là gì đấy? Khi mà xe đang chạy dừng lại thì gì? Vật có tiếp tục gì? Chuyển động về phía trước. Đây là định luật 1 Newton nói về mức quán tính của vật. Có rất nhiều ví dụ lấy về cái phần này. Phần này chủ yếu là phần lý thuyết. Thứ hai, em có thể coi cái hiện tượng tiếp theo. Quan sát. Thì ta thấy là nếu như tôi có một cái vật 1 có cùng một lực tác dụng vào hai vật, vật 1 và vật 2 bự hơn vật 1, thì ta sẽ thấy một điều là gì đấy? Vật 1 chạy rất là nhanh, còn vật 2 chuyển động rất là chậm từ từ. Thì ta thấy rõ ràng là gì? Lực tác dụng vào vật nó sẽ phụ thuộc vào khối lượng mà càng nhỏ thì gây ra cái chuyển động nó càng nhanh, còn cái khối lượng mà càng lớn thì gây ra chuyển động càng bé. Thì đây là ý nghĩa của định luật 2 Newton. Đó là đã có là F bằng MA, tức là gì đây? Lực gây ra gia tốc phụ thuộc vào khối lượng, tức là lực này nó sẽ gia tốc, nó sẽ tỷ lệ thuận với lực tác dụng và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật. Ta sẽ có công thức là A bằng F chia cho M. Đây là pháp biểu định luật 2 Newton. Trong đó là F của mình là tổng hợp lực tác dụng vào vật, còn M là khối lượng của vật, còn gia tốc A là gia tốc, đơn vị của là mét trên dây bình. Nên mấy em đã biết rất là nhiều rồi. Phần 3 ta nói về trọng lượng và trọng lực. Trọng lượng thì trọng lực nó là B vector bằng mg, còn trọng lượng thì B bằng mg. Trọng lượng là độ lớn của trọng lực. Nhớ mấy em phải phân biệt cho kỹ khái niệm này ha. Trong đó B là trọng lượng của vật, đơn vị là Newton, M là khối lượng của vật, đơn vị là kg, G là gia tốc rơi tự do, đơn vị là mét trên dây bình. Tiếp tục mấy em sẽ coi quan sát một cái hiện tượng. Khi một cái người đẩy người này, một đẩy một cái người hai thì thấy là hai người cùng chuyển động ngược phía nhau, cho nên điều này chứng tỏ cho thấy là gì? Nếu như người thứ nhất tác dụng vào người thứ hai một lực thì ngược lại người thứ hai cũng tác dụng một lực ngược lại, làm cho hai người này cùng chuyển động ngược chiều nhau. Cho nên đây là quan điểm của định luật thứ ba của Newton là vậy. Vật A tác dụng lên vật B một lực thì ngược lại vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Ta có là FAB bằng trừ FBA. FAB tức là lực của vật A tác dụng lên vật B, và FBA là lực của vật B tác dụng lên vật A. Thì đây là ba cái định luật quan trọng nhất của cái Newton. Đây là ba định luật Newton nói lên ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó có cái định luật thứ hai là quan trọng nhất, là giúp ta sẽ giải một số bài toán về động lực học. Thì để hiểu rõ hơn cái định luật này và cả ba định luật thì ta sẽ qua một số bài tập. Bài tập áp dụng bài 1 là một vật có khối lượng 50 kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trong không vận tốc đầu. Sau khi đi được 50 m thì vật có vận tốc 6 m/giây. Câu A, tính gia tốc và thời gian vật đi được trên quãng đường đó. Câu B, lực tác dụng lên vật là bao nhiêu, bỏ qua ma sát. Đây là câu bài số 1. Tiếp tục ta sẽ qua bài số 2. Bài số 2 cho ta là một ô tô khối lượng 900 kg đang đi với vận tốc 10 m/giây thì tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều, sau 20 giây thì đạt vận tốc 14 m/giây. Câu A, tính gia tốc của ô tô và quãng đường ô tô đi được sau 40 giây. Câu B, bỏ qua ma sát, tính lực phát động tác dụng vào ô tô. Tiếp tục ta qua bài số 3. Một xe hãm phanh trên đoạn đường dài 100 m. Vận tốc của xe giảm từ 20 m xuống còn 10 m/giây. Câu A, tính gia tốc hãm. Câu B, xe có khối lượng M bằng 2 tấn. Tính lực phát động của xe, biết lực cản là 200 N. Chúng ta sẽ giải bài này. Tiếp tục chúng ta sẽ qua bài số 4. Một ô tô có khối lượng 2 tấn bắt đầu chuyển động trên đường nằm ngang với một lực kéo là 20.000 N. Sau 5 giây, vận tốc của xe là 15 m/giây. Lúc lấy G bằng 10 m trên dây bình. Câu A, tính lực cản của mặt đường tác dụng lên xe. Câu B, tính quãng đường xe đi được trong khoảng thời gian nói trên. Chúng ta sẽ giải cái bài số 4 này. Tiếp tục chúng ta sẽ qua bài số 5. Một vật trượt từ đỉnh một cái dốc nghiêng alpha bằng 30 độ. Bỏ qua ma sát, tính gia tốc của vật, lấy G bằng 10m trên dây bình. Câu B, biết thời gian vật trượt hết dốc là 5 giây, tìm chiều dài của dốc. Chúng ta sẽ giải cái bài này như thế nào? Bài số 6, đây là một bài toán về hệ vật. Cho hệ vật như hình vẽ. Biết M1 bằng 5 kg, M2 bằng 10 kg, lực tác dụng F bằng 18 Newton. Bỏ qua ma sát. Câu A, tính lực căng dây, vận tốc, quãng đường vật đi được sau 2 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động. Câu B, nếu dây chịu tối đa một lực là 15 Newton thì dây có đứt không? Bây giờ sẽ coi hình và giải bài này.